tất kẻ đã bị bao vây. Bạn nào đang có nhu cầu mua ạ thì hãy ghé thử shopping.vn đi chứ hả. Mà nè, ạc vừa rẻ lại vừa ngon, đặc biệt còn có rất là nhiều chương trình ưu đãi dành cho bà con, điển hình như mua một tặng một và tính tiền hai nha. Này cháu xịn ấy, cháu chục hạt ông Phạm cái cháu xịn. Ông cha rồi này ông Phạm chứ cháu giật kìa toại rồi quần đùi ông lên lên bà hài. Nhà có thở ông cháu ơi. Tôi cho ông xịn á, tôi bỏ cháu không xịn nữa cháu á. Tôi bỏ mọi người. Cháu cháu ông và đậu sánh hồi nó đấm má nhìn không ra nè. Chứ đi cà khịa người ta hoài luôn bà con. Hello. Chào xin tất cả bà con, cô bạch, anh chị em, cô dì, chú thím ha. Đã cái xem cái chai nồi chờ néo cặp anh này tremendy gì của em nha. Bà con thấy nay tôi có ngầu không? Dì tướng nó hơi bị lẹ luôn à hen. Ôi, đứng nhìn cho đỡ thèm chứ giờ sao cướp ta. Cuối cùng chừng chị với ba má ơi. Cho xin bùa anh, cho xin bùa cái anh. Cho bỏ luôn đi nè. Coi anh, em làm gì đâu, anh cho vậy. Coi nè, em qua em có làm gì đâu, anh cho vậy. Ok, thôi bây giờ chúng ta sẽ bằng những gì tiếp theo nè các bạn ơi. Thì bây giờ mình đã biết được người đi rừng của nó là mưu rừng đi rát. Nó đang tại cuộc bùa đỏ của nó. Thì bây giờ người đi rừng của mình không có ở đó, cho nên là mình sẽ không lên đó đâu. Lên đó bắt đầu phải đập đầu mình nữa bà con. Mất mạng thì lại không hay. Thay vào đó mình sẽ xuống đây, mình hỗ trợ cho người đi rừng của mình ăn thật là nhanh cái con dơi này. Thì cái con dơi này các bạn nhớ nha, giai đoạn đầu game khi chúng ta đi lên đó, chúng ta nhớ nhường cho người đi rừng nghe, chứ đừng kê hết của ta nghe. Nhớ nhường cho rừng nó xanh lên nó dễ găng nghe. Hôm nay là lẩu canh mà tao không có đam nữa. Tao mà có đam mà chắc mày ăn được á. Ta đó tên này bỏ qua nha. Bây giờ vấn đề quan trọng là chúng ta ăn con rồng nè. Ăn rồng nè gừng ơi, gừng ơi, ăn rồng nè bạn ơi. Rồi nó không ăn luôn rồi lên đá bỏ mà ăn mua rừng nè bà con. Hết trọt nè, hết trọt nè, hết trọt, hết trọt, hết trọt. Làm cho thấy ớn vô, không được quần đùi gì hết, mất hết gì kêu luôn. Mày nhớ mặt tao nha mua rừng, mày nhớ mặt tao đó, tụi mày nhớ luôn nghe chưa. Anh, em giỡn anh, em nói gì đâu, anh sao vậy? Ôi bớt tỉa đi bà nội. Trời ơi, đang đầy cây mà đậu bọng nó tỉa, cái giờ cũng hết máu luôn mọi người. Trời ơi, coi bộ à, pha này lời à nhen. Mất hết chi kêu, mất luôn tóc hành, không được quần đùi luôn bà con. Trời ơi, trên mạng mày đây, trên mạng đây nè. Trời ơi, không có được cái gì luôn á. Mất trắng luôn mọi người. Thôi không sao ha, thua kèo này, ta bày kèo khác chứ có chuyện đâu càng chạy đâu. Sao tự nhiên không về quay lại chi vậy, cho lên đây cho rải răng cửa hôn. Rảnh quá, không chuyện gì làm đúng không? Tiếc quá là không kêu hết được với mấy thằng ông cứu nội này bà con à. Nó làm lẹ quá bà con ơi. À mà nè, chắc hẳn là nãy giờ bà con cô bác bất ngờ lắm đúng không? Trời ơi, đậu xanh nó nay nó quẩy tới cái vị tướng anh già Bắc Băng Dương luôn. Anh già Idris Bắc Băng Dương luôn. Quên, bà con đến với lại cái kênh của tôi đó, tôi cũng quên tên tướng hay tên đồ vậy. Bà con đừng có ghẹo giùm cái bà con ơi. Nếu bà con biết tôi ốc chó rồi mà tối ngày ghẹo hoài luôn, không có nhớ tên tướng mọi người ơi. Cái tên đồ là ông tôi quên luôn á, là bà con thông cảm nha. Thì cái vị tướng này bà con thắc mắc là tôi có biết chơi hay không đúng không? Chơi bắt cái đồ quỷ này hả? Trời ơi, giờ nói sao ta? Nói chung á thì biết chơi sơ sơ rồi đó. Bị gì hôm qua là có đánh trên livestream là bà con cô bác ở ngoài coi người ta chỉ rồi. Người ta chỉ cách combo chuẩn rồi. Là cái cách combo kêu chuẩn á là 1, 2, 3 má, 90 bò đầm cái quần đùi. Hôm qua anh kia chỉ tôi vậy đó. Rồi anh kia là 113, 115 nha anh, 113 nha anh. Ok. Nó chỉ vậy không bà con. Đậu xanh đau quá, nó muốn cắn lưỡi nó luôn mọi người. Ủa giời ơi, cái gì mà rần rần ở chảnh vậy ta? Rồi xong luôn rồi, hai thằng nó bỏ mạng rồi bà con. Phải lên đép trụ thôi chứ. Một pha địch bô kêu dành cho anh mu rừng đi rát luôn rồi. Ê mu, mày bảnh không? Mà coi chơi nè, mày vĩnh lộn không? Mày dí đây cho tao, mày dí đây cho tao, để tao kêu hết mạng cho. Tại vì sao mọi người,
tôi chơi mu gần đi đá tôi quen, ta chạy hết siêu là thế nào cũng giật về à. Tôi biết được điều đó, tôi chặn đầu tôi kết luôn mọi người. Cảm ơn Lý Địch nhiều nha. Hu, xin chào tất cả bà con nha. Hy vọng là các bạn đừng tua nè. Ở thì hiện tại Facebook của anh Tân Voi bị ghiếp rồi các bạn, cho nên là ảnh không có dùng Facebook nữa nha, anh chỉ dùng cái fanpage thôi. Thì trên những màn hình các bạn thấy rồi đó, có hai cái đầu tiên là Tân Voi Shop 1.500 người thích, còn cái dưới này Tân Voi Shop 6.001 người thích. Hai cái này cũng là đều của anh Tân Voi nha, nhưng mà cái ở trên á, Tân Voi Shop 1.500 người thích là vợ của anh Tân Voi quản lý, còn cái dưới này 6.001 người thích là ảnh nha. Cho nên là bạn nào đang có nhu cầu tìm mua một cái điện thoại iPhone chính hãng, hoặc là tất cả các dòng trong Apple, chẳng hạn như MacBook và vân vân và vân vân, cái gì của Apple có là ảnh có bán hết nha bà con nhé. Bạn nào mà có nhu cầu tìm mua thì các bạn cứ đến với lại Tân Voi Shop tìm anh Tân Voi nha bà con, bao uy tín và bao chất lượng luôn nè. Còn về cái vấn đề mà điện thoại của anh Tân Voi nó có chất lượng hay không á, thì các bạn hãy yên tâm ha, anh có một cái cửa hàng tại quận 3 luôn, ngay tại mặt tiền đường Trần Văn Đan các bạn ơi. À mà nè các bạn ơi, lý do tại sao ngày hôm nay mình lại làm clip về vị tướng anh già Ironic này thì chắc hẳn bà con cũng đã biết rồi đúng không nè. Thì vị tướng này vừa ra mắt một cái skin mới có tên là Bắc Băng Dương nha, nhìn khá là đẹp luôn các bạn. Nhưng mà tại sao cái vị tướng này nó lại không được xuất hiện nhiều ở trong khung hạng đánh răng nè? Đơn giản thôi bà con, vì ngay thời điểm hiện tại này, những vị tướng pháp sư kia điển hình như con Rishi ra dách vít ba bầu, rồi anh Tủ Lạnh sở hữu một cái lượng đam quá khủng đi, khiến cho cái vị tướng anh già này không thể nào bon chen vô chơi được bà con, ít bạn sử dụng lắm luôn. Thậm chí là đậu xanh hồi nãy tôi bích nó còn bị cho nó chửi á bà con. Thằng thò, tao ăn cái xe bích bích nè mày, chửi quá chửi luôn bà con. Nhưng mà chửi vậy là bậy á. Mặc dù cái vị tướng anh già này nó không có đam to, tại giờ già rồi giờ sao giờ phải không? Mà mấy anh kia trẻ thì nó đam nó to, chứ giờ tôi già rồi sao bà con, sao đam to được như mấy anh trẻ đúng không mọi người? Ở thì mặc dù đam của vị tướng anh già Ironic này ngay thời điểm hiện tại nó không có bằng như Lý Xì, nhưng cái hiệu ứng khống chế của nó mang tới cho đồng địch đó là hơi bị ghê luôn à nha. Không biết nãy giờ các bạn có để ý hay không, chỉ cần mình quăng chiêu 1 trúng đồng địch ha, chọi chiêu 2 vô là y như rằng nó bị làm choáng nha các bạn. Rồi sau đó là các bạn thấy kèm theo hình ảnh là mình sử dụng chiêu 1 hầu như là liên tục luôn nha. Nếu như mà các bạn biết được một cái thủ thuật thì mình thấy là nhiều bạn là sử dụng chiêu 1 đậu xanh đi chen nó bật tuôn lên với bà con. Nó gọi là nó quăng chiêu 1 liên tục luôn, mà cái này tôi chưa biết được nha. Tại lúc mới tập chơi không rành bà con. Và cái này nè, nó sao nha, quăng chiêu 1 vô, quăng chiêu cuối vô, đậu xanh nó xét thương chuẩn mọi người à. Nghe tới cái câu xét thương chuẩn ai cũng phái hết đúng không nè. Thằng nào mà có giáp đục xuyên giáp luôn bà con. Nói chung thì cái vị tướng này á, theo quan điểm của mình thấy, bạn nào mà đam mê chơi theo cái phong cách là chỉ cần 1 đến 2 skill mà có thể hạ gục được một đồng địch á, thì các bạn đừng có bích vị tướng này nhen. Vì cái vị tướng này các bạn muốn hạ gục một ai đó, các bạn phải vừa di chuyển vừa quằn quại skill vào đồng địch rất là nhiều luôn, thì các bạn mới giết được người ta nhen. Rồi thôi bây giờ xin phép các bạn mình nói sơ qua về cái bộ phù hiệu mà mình sử dụng cho vị tướng anh già Ironic trong trận đấu ngày hôm nay ha. Ở thì ở khu vực nhánh chính mình chọn thế lực đó chính là Tháp Quang Minh, phù hiệu cấp 3 là Thánh Thuẫn nè. Còn ở hai nhánh phụ đều là Thành Khởi Nguyên, mình lấy nội tại của cây liềm và thợ săn ha. Còn về vấn đề bu ngọc á, ngọc đỏ mình sử dụng là 10 viên công phép xuyên giáp phép, ngọc tím 5 viên tốc đánh tốc chạy, 5 viên công phép hút máu phép. Còn ngọc xanh á, mình sử dụng là 10 viên công phép và giảm hồi chiêu nha. Bộ ngọc này là những bạn trên livestream người ta chỉ cho mình đó, và mình chơi mình cảm thấy là nó âu sầu cơ hơn rất là nhiều khi mà sử dụng ngọc xanh là tóc đánh xiên giáp phép nha. Rồi và đó là vấn đề bu phù hiệu và bu ngọc. Còn bây giờ thì chúng ta nói sơ qua về cái cách combo kill của vị tướng anh già Ironic này hen. Thật ra là mình cũng không giấu giếm gì các bạn, cái vị tướng này mình cũng mới tập chơi thôi, cho nên là mình cũng không rành, không biết sao cho chuẩn nữa bà con. Bà con biết làm sao bà con comment góp ý chỉ tôi với, chứ tôi chỉ biết là quăng chiêu 1 nè, quăng chiêu 2 làm chán nè, cứ thế quăng chiêu 1 thôi. Còn không đó, còn cảm thấy nó hết máu rồi đó, quăng chiêu 1 chúng nó ha, quăng chiêu 2 rồi sau đó nó bị làm chán rồi đúng không, quăng luôn chiêu cuối. Còn muốn không quăng chiêu cuối, quăng tiếp chiêu 1 rồi dùng chiêu cuối sao. Nói tóm lại á là 1 2 3, còn không là 1 2 1 3. Đó, kiểu vậy đó, tại vì hôm qua là có nhiều bạn chỉ mình cái cách này nè, và mình vô mình chơi, mình thấy nó hiệu quả, mình bài lại thôi, chứ còn không biết chuẩn hay không nha, chuẩn như thế nào nữa. Bà con cứ comment góp ý mạnh mẽ lên bà con, mạnh mẽ tự tin, khoe cái tính lên, comment vô chỉ liền luôn cho tôi, tại vì tôi làm YouTube như cái quần đùi. Bà con nhớ chỉ nha, để lần sau mà tôi có làm clip về vị tướng này nữa, tôi sẽ hoàn chỉnh hơn. Chân thành cảm ơn bà con rất là nhiều luôn nè.
Thôi, xin phép các bạn, bây giờ mình nói về cái vấn đề bù đồ mà mình sử dụng cho vị tướng Anh và Irenic trong trận đấu ngày hôm nay hen. Thì cái shot đầu tiên của mình khi mà vừa vào trận đó, mình mua đó chính là cái cục tròn tròn mà nó còn vàng vàng. Hay còn gọi là yellow cột đó mấy bà. Rồi cái shot thứ hai là lên đôi giày kiên cường ha. Rồi lên đôi giày kiên cường xong quay về cái shot đầu tiên lên cái cục chà bá lửa luôn có tên là Ngọc Đại Pháp Sư. Rồi cái shot thứ ba cái trượng băng, shot thứ tư là món mặt nạ ma quái, lên mặt nạ ma quái rồi. Rồi shot thứ năm mặt nạ Berit. Rồi shot cúng cùi cái trượng bùng nổ, trượng bùng nổ xong quay về cái shot thứ tư, thích thì lên trượng ổng mang, còn thích bán cho lên cái khác, lên cái gì đó là tùy ý Quỳnh, em muốn ấp ý mấy anh. Em mới biết chơi em muốn gành. Trời ô chỗ con nít người ta chơi mà đậu xanh, cái người lớn nó cầm cái giò nó xịt hoài luôn bà con. Mày tin đâu dẹp cái giò mà không mày? Không mày? Mày tin không? Mày tin nó băng trụ không? Tức là mày đừng có lên tin. Ông nội tao cũng dám băng trụ. Vô quýnh chết mọi người. Nói chung là mình ở ngoài mình chọi thì kêu vô vậy thôi, cho khó chịu là được rồi mọi người ơi. À mà nè, nếu như mà nãy giờ các bạn xem clip của mình á, mà các bạn cảm thấy là cái clip của mình nó vui, nó hài, nó ý nghĩa, nó mang tới tiếng cười sảng khoái cho các bạn mỗi khi các bạn xem xong sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi về đó, thì các bạn nhớ nha, cho mình xin một cái combo nè. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Còn bạn nào mà đăng ký kênh rồi, xem xong clip nhớ cho mình xin một like và một lượt chia sẻ nha, để giúp cho cái kênh của mình cũng như là cái clip của mình nó được phát triển nè. Mình chân thành xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều luôn. Nhưng mà các bạn nhớ giúp mình đậu xanh lại tỉa. Mày bớt tỉa giùm đi, đậu xanh tỉa rớt cái liềm tôi luôn. Tao vô tao cắt cái dòi mày đó. Mày đậu xanh mày tỉa hoài luôn cho tao. Úi giời ơi, tem của mình nó có biểu hiện là muốn ăn thua đủ với người ta luôn rồi bà con. Bây giờ còn có 5 thằng sao phá trụ được đây. Rồi đậu xanh kiểu này chắc là mỗi thằng góc bứng móng lên quá. Chứ sao phá trụ được bà con. Clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều nha. Vì nãy giờ các bạn đã dành thời gian quý báu của các bạn ra ngồi xem cái clip ủng hộ mình nè. Chân thành cảm ơn. Cảm ơn. Chân thành cảm ơn bà con rất là nhiều luôn. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở cái clip tiếp theo vào ngày mai. Bye bye. Chào xin tất cả bà con nha. Hy vọng là bà con đừng tua nha. Tầm 1 phút thôi bà con ơi. Ở thì đây là cái ứng dụng Nono Live mà mình thường live stream vào buổi sáng cũng như là buổi tối nè bà con ơi. Thì bữa giờ mình thấy là có nhiều bạn vẫn không biết được cái nút đăng ký kênh ở trong cái Nono Live này như thế nào ha. Thì bây giờ trước tiên các bạn vào xem cái room của mình. Thì là cái ID của mình là 4858-1811. Còn không thì các bạn có thể search là Funny Raymond tì gì của mình nó cũng ra nha. Mình sẽ click vô nè. Rồi sau đó các bạn ẩn vô room của mình ha. Rồi các bạn coi nè, phía trên trên cùng màn hình góc bên trái Funny Ram đó, kế bên là cái dấu cộng hình cấp cứu đó bà con, ambulance đó, cái nền màu đỏ đỏ mà hồng hồng đó bà con. Bà con click nhẹ vô đó một cái là bà con đã đăng ký rồi nha. Thì để đăng ký được một cái tài khoản ở Nonoline này là bà con phải tạo một cái tài khoản nha. Thì khi tạo một cái tài khoản á, một là bà con chọn là tạo bằng số điện thoại, hai là bằng Gmail, cái đó là tùy ý Quỳnh nha. Và còn nếu như mà bạn nào sử dụng cái điện thoại mà trái táo khốn nạn nó cạp tí xíu đó bà con, thì bà con vô App Store nha, các bạn search là Nonoline. Đây, đây là cái ứng dụng Nonoline ha. Còn bạn nào mà dùng cái mà cái hình con robot đó bà con, thì bà con vô về CH Play bà con tải nha. Và đây là cái ứng dụng Nonoline. Mình thường live stream buổi sáng là tầm 11 giờ trưa tới 12 giờ ngữ, phải không? Còn buổi tối là 9 giờ cho tới 10 rưỡi nha bà con. Còn ngày nào mình không like mình sẽ thông báo cho bà con sau nha. Nhớ nha, bạn nào mà rảnh ở khung giờ đó thì nhớ vào Nonoline xem live stream ủng hộ mình ha. Còn bây giờ thì mời bà con tút cà tiệp xem cái clip của mình nha.